Hello! Adam! Hello, hello, Silly. Đầu game khô máu nha, đánh mình được một anh chuyên gia đánh Kalista chỉ nha. Minions have spawned. Nếu dắt thì tầm 7 cái hay 8 cái, 7 cái là mình rút chết. Bạn đội nâng này, cho anh nâng này. Mắt mắt quy chứ. Đồ này của Kalista chỉ 95 tổng sức mạnh công kích. Vậy con này chỉ có lê tốc độ đánh thôi. Lê cái này, lấy cái này nữa. Ra đi dắt ơi. We are vengeance. Sao mà giết mình được? Thơm thơm thơm. Piu piu piu. Chấp chấp chấp. Chơi khô máu. Chắc mất thiêu đốt nè đó. Tục biến nó không thèm tục biến luôn. Chết luôn. Eo ơi, nó đổi mạng á. Chó này. Mất cả hai nha. Ôi vậy nó lỗ lên chứ đâu mình đâu có lỗ đâu. Mình lên kịp mà. Không biết nha. Đi thải con phải. Bằng đâu bằng đâu bằng anh em ơi. Rút một cái này. Sao sao anh Jack ơi. Ui tục bí vậy anh trai. Chắc này khá cục đấy. Eo ơi. À chưa nâng rờ. Mình nâng rờ nhầm anh em ạ. Để luôn lấy lợi thế nha. Để luôn lấy lợi thế.
Ui. Đừng lý ơi. Đừng. Trời ơi, báo thế nhờ. Báo quá. Lên đâu. Báo quá anh em ạ. Đóng băng lên đây này. Ui. Tầm này hơi đóng băng rồi. Trust is a weapon. Enemy killing spree. Anh giặc sao vậy? Đại chủ ly ơi. Eo ơi. Cay thế nhờ. Má anh lên giáp luôn vậy. Bị hai phát của chủ, đánh không lại rồi. Our task. À không về à, không về à. Không về chỉ có chết thôi. Rồi một lực trụ à. Rồi chừng mấy máu. Đứng đây này, đứng đây này. Tại mới đất e chứ. E thu nữa chứ.
Lên đau tím mà. Nên cái này xong mình lên đau tím nha. Đây, đau tím đây. We are vengeance. An enemy has been slain. Sáu trăm mà. Kalista. Yes, that was our name. Ui, sự bọt nó chạy lên đây ạ. Khó chịu thế nhờ. À, từ khi nàng cái mạng của thằng Ly cái toan thật. B nó sao lên đây nhỉ? Giờ giặc mạnh khá mạnh này. Nó cứ mỗi danh là thua rồi. Liền báo quá. Chắc này láo nha.
Rồi đi chung đi không? Ôi ôi. Như có cái món nào mới mới mà ta. An ally has been slain. We remain true to our purpose. Ly là Ly mới chơi rồi. Hơi bể thì hơi bể thì cái này còn cố gắng ngon đó đi chơi. Chắc nó xuống nó vét hết luôn. Đi báo thì... đi báo quá. Đi tới đâu đụng đồ chết tới đó à. Cho mạng thằng dắt tao tao toan rồi. Bảo đề bố đốt. Ai chó này giết tao. À còn này lỗi cái phu luôn rồi. À được gáy kìa.
back to back. Giờ nó xanh có rồi, sao mà đánh nó được. Chịu rồi, chịu rồi. Chó ly báo đều báo đố. Kéo luôn chứ. Pha. Nó khịch tử mình ra. Cái giấy giáp nó rồi ta. Anh Ly báo đề báo đốm.
Và mình xin kết thúc video tại đây nhé.